khư về thiết bị đời mới rất nhỏ gọn giúp hát karaoke rất hay, có thể thay thế hoàn toàn cho âm ly. Có cái này thì sẽ cần dùng âm ly nữa không? Thì câu trả lời là không, không cần dùng âm ly luôn, mà cũng chẳng cần phải nâng tiếng, không cần cái gì cả, mỗi mình nó là xong. Đó là sản phẩm tích hợp tất cả trong một, và rất nhiều anh em săn lùng và thậm chí cả những người mà đã chơi âm thanh bao nhiêu năm rồi bây giờ mới biết sản phẩm này, rất là đáng tiếc cho các bác. Cái này nó sẽ thay thế hoàn toàn cho âm ly nhá. Anh em nào mà bây giờ vẫn còn mua âm ly đấy thì chia buồn cùng các bác. Nếu như chúng ta biết sản phẩm này sớm hơn thì không bao giờ phải hối hận. Đây là một trong những sản phẩm đẩy liền vang phiên bản mới luôn các bác nhá. Em đập hộp luôn cho các bác và anh em cùng xem tại sao nó lại bán rất chạy trong gian vừa qua, trong suốt nhiều năm vừa qua rồi. Nhưng tuy nhiên đây là phiên bản mới nhất tại thời điểm hiện tại, vừa mới cập bến tại Hoàng Long cho em. Phiên bản này em sẽ đập hộp cho các bác và anh em cùng chờ xem cái này nó là sản phẩm gì mà tại sao nó lại hot hit như vậy. Đây, model của nó là X7 Pro DAC. Đây, sản phẩm chính hãng của thương hiệu WeWood Audio nha các bạn nhá. Quay về phía sau cho các bác và anh em cùng xem cái thông số kỹ thuật của nó này, trọng lượng của nó. Nếu mà cả thùng chỉ có 12,5 cân thôi. Và sản phẩm chính hãng thương hiệu WeWood đây các bạn nhá. Nguyên tem niêm phong. Và khi nhập về thì chúng ta sẽ có thể là tự tay khui thùng ra. Tất cả đều được niêm phong chính hãng. Hàng nhập khẩu. Và chúng em thì không nói không, nói không với hàng giả hàng nhái nha. Cái này thì nhiều anh em sẽ bảo là có cái này thì sẽ cần dùng âm ly nữa không? Thì câu trả lời là không, không cần dùng âm ly luôn, mà cũng chẳng cần phải nâng tiếng, không cần cái gì cả, mỗi mình nó là xong. Đó là sản phẩm tích hợp tất cả trong một. Rồi khi mà tháo ra sẽ như này. Một cái thiết kế bên trong gồm đầy đủ phụ kiện chính hãng chính ngạch. Đây là cái tai này, mở thép luôn này. Cái này là xốp để khi mà vận chuyển nó sẽ không bị va đập này. Đây là giấy sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh nhá. Có vài cái thông số để chúng ta cùng quan sát này. X7 Pro này, 800W, trở kháng 8 ohm nhá. Một vài cái thông số để chúng ta cùng tham khảo thôi, còn nên nó toàn bằng tiếng Anh thôi. Anh em thích đọc thì đọc, không có đi. Tí nữa em sẽ hướng dẫn cho các bác và anh em luôn. Cái quan trọng nhất đây. Đây, chúng ta cùng tháo ra xem. Đây là phiên bản X7 Pro DAC nhá, phiên bản mới nhất của năm nay. Cái này nó sẽ có rất nhiều các điểm khác biệt so với âm ly cũng như là so với đẩy rời vang rời. Ta quay một vòng cũng không thấy được, đằng sau là dây nguồn liền nhá, và điện là điện 220V. Nó có hai đường ra loa, tức là nó có thể đánh đồng thời được 4 quả loa cùng lúc. Rồi đây là lò quạt tản nhiệt làm mát, chạy rất êm, rất mát. Có cổng quang để chúng ta nối lên TV. Hai đường cắm mic ở phía sau, có đường đồng trục, có đường mic ra để chúng ta có thể thu âm livestream. Có ba đường vào dưới dạng bông sen, ở đường CD, đường DVD và đường AC, và có đường output ra để chúng ta lấy tín hiệu dưới xuống âm ly khác, cục đẩy khác hay loa kéo khác, vân vân. Loa siêu trầm đều lấy đường này. Và quay về phía trước, phiên bản này đã được dập chìm logo quý vị ở đây. Chứ hàng chính hãng, hàng xịn thôi thì mới in được sắc nét như này. Và đây là có tem chính hãng này, và đây là tem bảo hành của chúng ta này. Chúng ta nhìn ở trực diện đây, chúng ta sẽ thấy một cái tấm kính chạy chuyên suốt từ bên này sang bên kia, và thiết kế của nó rất mượt luôn các bác nhé, và rất là sang chảnh. Những cái gì thật cần thiết nhất thì nhà sản xuất đã hướng ra bên ngoài rồi, còn lại những cái gì mà chỉnh chuyên sâu nhà sản xuất đã thiết kế để nó phím chìm. Có nghĩa là những người mà không biết về âm thanh thì chúng ta không thể nào can thiệp được, chỉ dành cho những chuyên gia thôi. Còn hai cái phím quan trọng nhất ở đây chính là phím tăng giảm âm lượng của music của nhạc, còn phím bên này là tăng giảm âm lượng của mic. Ở đây là công tắc bật nguồn này, chúng ta sẽ thấy được là hai đèn xanh vẫn như vậy, một màn hình LCD ở giữa, rất nhiều các cổng kết nối, chúng ta có thể thay đổi bằng nút input này. Cái khác biệt ở đây là khi mà chúng ta vặn âm lượng ấy, nó không có điểm dừng, và vặn tới đâu thì số trên màn hình nó sẽ nhảy tới đó, mà nó là chiếc AB. Tương tự như vậy cho phần mic cũng vậy, xoay tròn vô cực, vì đây là phiên bản số. Và ở đây nó khác biệt so với phiên bản trước là nó có nút chống hú, họp này có nghĩa là tắt chống hú này. FB1 là chống hú ở mức độ 1, FB2 chống hú mức độ 2, và FB3 mức độ chống hú mạnh nhất, và cũng như là cái chế độ hát hay nhất trong gia đình. Tạm dừng play để chúng ta chơi nhạc từ USB. Cắm thẻ nhớ ở đây. Phía trước có ba cổng cắm mic, và toàn bộ những cái phím chìm ở đây là phần chỉnh cho phần mic này, và đặc biệt là phần mic ton sẽ chỉnh cho âm sắc của mic. Đầu tiên là phím bass, chính là tiếng trầm của mic đấy. Mid là tiếng trung trầm, Tri là tiếng trung cao, Chép là tiếng tép của mic ấy, tiếng sáng tiếng ấy. Nếu mà tiếng mà nó bị tối quá thì chúng ta phải tăng tép lên để cho tiếng nó sáng nó bay. Và tương tự như vậy có thể thêm một chút nữa trung cao nữa, tiếng nó sáng. Tiếng thích tiếng trầm ấm thì chúng ta có thể tăng phần bass hoặc là trung trầm ở đây. Và tương tự như vậy ở phần echo effect thì chúng ta có phần echo, delay và repeat để chỉnh riêng cho cái giọng hát của chúng ta. Nhưng thông thường chúng ta để tầm 12 giờ như này là hát rất hay rồi. Và tiếp tục như vậy, bên này sẽ có phần âm lượng của mic cho từng mic một. Bên này là music tone sẽ chỉnh cho bass trung, trung cao, trung trầm, trung cao và chép. Cái này rất là đẹp, cái thiết kế của nó thiên hướng với sự tối giản và nhìn nó rất là thanh mảnh, nó bớt đi những cái rườm rà phức tạp đi. Mặt nhôm phay xước rất là đẹp, chất lượng gia công rất tuyệt vời luôn, rất là mịn. Các cái ốc chờ để chúng ta có thể vít cái tai này vào, và chúng ta có thể tháo cái ba cái ốc chờ sang lại đây, sau đó vít ốc cái tai vào như này, đặt trong những tủ kệ, những tủ rack, tủ kỹ thuật ấy, nó cũng sẽ có cái điểm để chúng ta giữ cho cục đẩy nó cố định. Phiên bản này chống hú rất tốt, echo vang nhại rất tuyệt vời, và chơi được rất nhiều các thể loại nhạc, chơi được các thể loại loa nữa. Bên trong tích hợp sẵn cả giải mã nên âm thanh rất là trong sạch, ở cái độ chi tiết rất là cao. Chúng ta có thể bắt trực tiếp từ điện thoại vào cục đẩy liền vang này bằng cách ấn nút input này, chờ đến chế độ bluetooth, sau chúng ta lấy điện thoại kết nối vào đây. Là cái chất lượng khi chúng ta bắt bluetooth vào điện thoại này nó tương đồng như là chúng ta đang cắm dây. Và đây là phiên bản bluetooth 5.0 mới nhất. Cái phiên bản này thì chúng ta cũng thể đánh được rất nhiều các loại loa,
dù chúng ta đánh là la bát 20, 25, 30, thậm chí là bát 40, côn và nhâm vẫn rất ok các bạn nhé. Đặc biệt phục vụ cho gia đình rất tuyệt vời, gọn gàng và thay thế hoàn toàn cho những thiết bị rườm rà cồng kềnh phức tạp như là đẩy rời, văng rời, những âm ly cũ kỹ là khẩu không có trung hú và khó sử dụng thì thay bằng phiên bản này rất tuyệt vời. Và như vậy thì chúng ta chỉ cần ba thiết bị thôi là chúng ta có bộ dàn âm thanh rồi. Ví dụ như cục đẩy liên vang này và chọn một đôi loa bất kỳ và thêm một cặp mic không dây nữa là xong. Và giá của nó đang niêm yết tại Hoàng Long Chuyên Hàn là 7.500.000 đồng nhá, sản phẩm chính hãng, bảo hành cho chúng ta trong vòng 1 năm, lỗi được đổi luôn các bạn nhá. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Okay, let's go.